Ok, đây là cái phần cuối cùng trong cái việc học hoàn toàn routine của mình. Thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái việc tối ưu trải nghiệm người dùng và đặt CTA như thế nào để mà có được cái chuyển đổi tốt. Ở đây thì mình sẽ lấy một cái bài viết là top 5 thuốc giảm cân an toàn và hiệu quả nhất 2020 để mà demo cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào chuột phải và chọn cái phần Inspect này. Tại vì người dùng họ đến website đa phần là 80-90% họ đến từ thiết bị di động. Và cái việc tối ưu trải nghiệm người dùng chúng ta sẽ tập trung chính cho cái việc tối ưu trên thiết bị di động. Đây, thì mình sẽ để nó hiển thị ở chế độ di động. Rồi. Thì chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí người dùng để chúng ta cảm nhận được cái bài viết này nó có dễ đọc hay không. Thì ví dụ ở đây của mình là cái phần đầu tiên của mình có quá nhiều thông tin và nó không có một cái hình ảnh nào cả. Và người dùng họ sẽ rất là dễ bị nhàm chán bởi những cái thông tin như thế này. Cho nên là mình có thể chèn vào một cái ảnh ở đây nữa. Mình chèn vào một cái ảnh đây. Rồi sau đó mình sẽ nhấn tải lại. Do cái phần mở đầu của mình nó quá dài và nó có nhiều đoạn văn quá nên mình phải chèn một cái hình ảnh vào để cho người dùng đỡ chán hơn trong cái việc họ tìm kiếm thông tin. Và thứ hai, khi mà các bạn viết content ở trên WordPress thì các bạn nên xuống dòng sau mỗi một cái dòng ngắn như thế này. Bởi vì các bạn thấy ở đây một cái dòng ngắn nè, khi mà nó hiển thị trên thiết bị di động á, nó sẽ tạo ra 3 dòng rồi. Và nếu như các bạn không ngắt dòng như vậy, nó sẽ tạo ra một cái đoạn văn rất là dài và người dùng sẽ phải đọc từ trên xuống dưới. Như thế nó sẽ khiến người dùng rất là mỏi mắt và có thể là họ cảm thấy khó chịu, sau đó họ thoát khỏi bài viết của bạn luôn. Rồi. Thì trong cái việc mà các bạn làm content, các bạn có thể đặt những cái liên kết nội bộ giúp cho người dùng họ bấm qua cái link đó để mà họ đọc tiếp những thông tin của bạn. Đây cũng là một cái điều rất là tốt. Rồi. Thì các bạn cứ canh làm sao tầm 3 tới 4 đoạn thì có một cái hình ảnh giúp cho người dùng đỡ nhàm chán hơn trong cái việc tìm kiếm thông tin là được. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đặt cái nút CTA hay gọi là Call to Action làm sao để gia tăng lượng chuyển đổi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một vài cái plugin tạo cái button, cái nút khi mà người dùng họ nhấn vào. Mình sẽ nhấn vào plugin và cài mới. Đây, ở đây thì mình sẽ nhập cái từ khóa là button vào. Mình sẽ tìm kiếm một plugin tên là Forget. Mình thường xuyên sử dụng cái plugin này cho những cái việc mà mình đặt nút trong cái bài viết của mình. Rồi mình nhấn kích hoạt luôn. Rồi ha, mình sẽ tải lại cái bài viết này. Đó. Thì sau khi mình tải lại thì ở đây nó có một cái phần là Insert Button, thì là do cái plugin mình mới vừa cài á. Rồi thì bây giờ mình sẽ đặt cái nút Control xanh ở những chỗ nào có sản phẩm mà thôi. Như ở đây có một cái sản phẩm nè. Đầu tiên là mình chọn màu sắc cho nó. Mình sẽ đặt nó ở đây và căn vị trí là chính giữa. Tiếp theo những cái sản phẩm bên dưới nó cũng như vậy. Mình sẽ nhấn cập nhật.
và sau đó tải lại cái bài viết này. Đó. Thì cái việc mà các bạn đặt cái button như thế này nó sẽ làm nổi bật hơn trong cái bài viết, và người dùng nếu mà họ có nhu cầu họ sẽ nhắn vào để mà họ mua hàng. Tuy nhiên một cái bài viết khi mà các bạn review một cái sản phẩm thôi thì các bạn chỉ nên đặt tầm 4 tới 6 cái nút conversion. Các bạn đừng có nên lạm dụng cái việc đặt conversion và mong là người dùng sẽ nhắn qua. Người dùng họ chỉ nhắn qua những cái nút này khi mà họ cảm thấy cái vị trí họ đã đủ cái thông tin, họ đủ cảm xúc để mà họ mua hàng rồi. Rồi ha. Như vậy là trong cái video này mình đã chia sẻ cho bạn việc tối ưu trải nghiệm người dùng và cách đặt CTA như thế nào để gia tăng được cái lượt truy cập cho bài viết. Những kiến thức mà mình chia sẻ cho bạn tuy nó rất là đơn giản nhưng khi áp dụng vào thực tế nó sẽ mang lại hiệu quả rất là lớn. Và đây cũng là cái video cuối cùng trong cái phần học content writing của mình. Thì mình hy vọng những kiến thức, những cái nội dung mà mình chia sẻ cho bạn nó sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều trong cái quá trình mà các bạn học content writing. Sau khóa học này mình sẽ có một group ở trên Facebook để hỗ trợ và giải đáp những cái thắc mắc trong cái quá trình mà bạn làm content writing. Nếu như các bạn vẫn chưa hiểu có vấn đề gì trong khóa học này thì các bạn hoàn toàn có thể lên và các bạn hỏi mình sẽ là người trực tiếp giải đáp cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.